Kính chào quý ban giám khảo, em tên là Dương Nhật Khánh, học sinh lớp 10/31 trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022, em sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về cuốn sách Tôi, tương lai về thế giới. Cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực. Me, Future and World was first published in 2019, right at a time the whole world is racing towards the Industrial Revolution 4.0. If you are feeling a little stuck and depressed about your current work and life, along with a bit insecure about the stormy changes in the world around you, then perhaps this book is really for you. Me, Future and World will guide readers through every path on the journey of personal development in particular and the world in general with its 13 chapters and 376 pages. Each chapter is an outstandingly vivid lesson with several lively illustrations and convincing examples. Especially, the responsive corner section at the end of most chapters provides useful websites, applications, and materials to help practice skills for self-development. Believe me, making the effort to read the whole book Me, Future, and World is really not a waste of time at all. The book contains a really diverse and up-to-date amount of knowledge, but uses a lucid style of writing, assisting us to acquire knowledge in a way that is not bored, but specifically stirring. Những cuốn sách kỹ năng nhàm chán vốn không phải là thể loại sách mà tôi yêu thích. Chúng chưa từng một lần trở thành cuốn sách gối đầu giường của tôi. Vậy mà có lần, cái sắc xanh rực rỡ, sắc xanh tương lai, sắc xanh hy vọng của cuốn sách cuối cùng còn sót lại trên chiếc kệ ở một góc thư viện đã thu hút tôi. Tôi, tương lai và thế giới. Tựa sách được đóng khung in dập nổi trên bìa, cùng với sắc xanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần tươi sáng, nổi bật trên trang bìa đầy những họa tiết công nghệ kỹ thuật. Tôi thì có liên quan gì đến tương lai và thế giới? Liệu nội dung cuốn sách sẽ là gì? Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà có lẽ các bạn cũng sẽ tự đặt câu hỏi như vậy khi nhìn thấy tiêu đề và trang bìa của cuốn sách. Vậy hãy cùng tôi bước vào thế giới muôn màu của cuốn sách Tôi, tương lai và thế giới để tìm hiểu về thế giới tương lai đang chờ đón phía trước nhé! Tác giả Nguyễn Phi Vân sinh năm 1972, từng theo học khoa Anh tại Đại học Tổng hợp. Vào những năm 90, cô sang Úc du học 6 năm và tốt nghiệp MBA. Cô đã sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 80 quốc gia, tham gia cố vấn nhiều chương trình cho các chính phủ khu vực. Chính vì lẽ đó, cô đã hội tụ cho mình những trải nghiệm văn hóa đa quốc gia, cũng như sở hữu được những kiến thức uyên thâm, sâu sắc trong nhiều lĩnh vực để có thể viết nên một cuốn sách cực kỳ giá trị. Tôi, tương lai và thế giới xuất bản lần đầu vào năm 2019, đúng vào thời điểm cả thế giới đang ráo riết chạy đua với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nếu bạn đang có chút bế tắc và chán nản đối với công việc và cuộc sống hiện tại, cộng thêm một chút bất an về những thay đổi như vũ bão của thế giới quanh bạn, có lẽ cuốn sách này thực sự dành cho bạn. Tuy nhiên, từ góc độ của một đứa học sinh 16 tuổi như tôi nghĩ quyển sách này thực sự rất cần thiết đối với tất cả các bạn trẻ, những con người đầy năng lượng và nhiệt huyết, nhưng đôi khi lại thiếu định hướng và kỹ năng để quyết định tương lai của mình. Cuốn sách còn là cuốn cẩm nang cho người lớn, những bậc phụ huynh muốn đồng hành cùng con trẻ trên con đường hòa nhập thế giới và phát triển bản thân. Tôi, tương lai về thế giới sẽ dẫn dắt người đọc đi qua từng cung đường trên hành trình phát triển bản thân nói riêng và thế giới nói chung qua 13 chương với 376 trang sách. Mỗi chương là một bài học cực kỳ sinh động với nhiều hình ảnh minh họa và những dẫn chứng gần gũi, thuyết phục. Đặc biệt, phần góc tiếp sức xuất hiện ở cuối của phần lớn các chương sẽ cung cấp những trang web, những ứng dụng và tư liệu bổ ích hỗ trợ cho việc rèn luyện kỹ năng để phát triển bản thân. Có lẽ đây là cuốn sách sẽ lấy của bạn khá thời gian để đọc, hiểu, thấm thía được từng câu chữ và vận dụng nó vào con đường chạm đến thành công. Tin tôi đi, bỏ công sức để đọc hết cuốn sách Tôi, tương lai và thế giới thật sự không phí thời gian chút nào. Quyển sách chứa đựng một lượng kiến thức rất đa dạng, cập nhật với thời đại nhưng được tác giả thể hiện bằng ngôn ngữ khá gần gũi, dễ hiểu, giúp ta lĩnh hội tri thức một cách không hề khô khan mà vô cùng thú vị. Phần đầu của cuốn sách gói gọn từ chương 1 đến chương 5 chỉ ra những thách thức, biến động vũ bão của thế giới mà con người phải đối mặt và cái tôi ngu dốt ẩn trong mỗi người, từ đó gợi mở vũ khí tuyệt vời của nhân loại trước tương lai khó lường, tư duy mở và việc học cả đời. Một trong những chương tôi tâm đắc nhất, giúp tôi khám phá và hiểu rõ bản thân mình hơn là chương 2, học cả đời, nền tảng quan trọng nhất để hội nhập tương lai.
Tư duy đóng và tư duy mở, đó là những khái niệm lần đầu tiên tôi được biết đến và chúng đã phá vỡ cái thế giới mơ mộng chẳng hề lo nghĩ về tương lai trong tôi, khiến tôi giật mình nhận ra những hạn chế của bản thân mà bấy lâu nay tôi chẳng hề hay biết. Tôi như đang ngủ quên trên chiến thắng, chực choang tỉnh dậy khỏi giấc mộng thần tiên mà phát hiện mình đã thiếu sót như thế nào. Bản thân tôi thế mà là người có tư duy đóng. Cái kiểu tư duy khiến ta rất khó khăn khi phải đối mặt với thử thách hay những điều có vẻ to lớn quá. Bản thân ta không giải quyết nổi, thế nên ta dễ cảm thấy bất lực hoặc mất hy vọng. Cuốn sách giúp tôi nhận ra mình phải thay đổi nhiều như thế nào để phát triển tiềm năng của bản thân, phải học hỏi nhiều ra sao để tư duy ngày càng logic. Cũng trong chương 2 của cuốn sách, tác giả Nguyễn Phi Vân đã đề ra 5 cách tiếp cận và 6 cách học hỏi để rèn luyện và phát triển tư duy mở cho bản thân. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra những phương pháp học tập, những thần chú hiệu quả mà tôi tin rằng bất kể ai trong chúng ta cũng nên nắm vững để biến những bài kiểm tra tưởng chừng như là cánh cửa tử thần trở thành những bậc thềm mà ta có thể dễ dàng bước qua. Và còn rất nhiều những kỹ năng, những kiến thức bổ ích khác trong cuốn sách dài gần 400 trang. Bạn phải tự tìm đọc, tự mình nghiền ngẫm và thấm thía từng câu chữ trong cuốn sách mới có thể tiếp nhận hết vốn tri thức khổng lồ mà cuốn sách muốn truyền tải. Quan trọng là bạn phải chủ động đọc và tìm hiểu. Chúng sẽ giúp bạn đi đến tương lai đầy ánh sáng nếu bạn có thể hiểu và áp dụng những kỹ năng được đề cập trong cuốn sách một cách hợp lý. Còn nếu bạn bỏ qua tất cả, tiếp tục lười biếng và thu mình vào cái giếng bé nhỏ, sẽ rất khó để bạn có thể chạm tới thành công khi chỉ mãi dậm chân tại chỗ mà không phát triển bản thân. Quyển sách lại, tôi càng hiểu rõ bản thân mình hơn, phát hiện ra những tiềm năng và những thiếu sót mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều những kiến thức và những kỹ năng mới, khiến tôi thay đổi nhận thức và cố gắng học hỏi để trau dồi bản thân nhiều hơn. Cuốn sách đã vẽ nên một bức tranh về tôi, về thế giới tương lai, về những thách thức mà con người phải đối mặt trong thời đại 4.0 và cả những cơ hội đang chờ đón nếu mỗi người biết tận dụng và nắm bắt đúng lúc. Nếu những giá trị to lớn của tôi, tương lai và thế giới được lan tỏa đến với đông đảo bạn đọc, tôi tin chắc rằng những thách thức trong tương lai sẽ không còn là rào cản cho sự phát triển của bản thân mỗi người nói riêng và sự phát triển của đất nước, của thế giới, của toàn nhân loại nói chung. Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy. Câu nói này cho đến tận ngày nay vẫn luôn đúng. Cho dù xã hội phát triển đến đâu thì việc đọc sách vẫn được đặc biệt coi trọng. Đó là nhu cầu tinh thần cần thiết. Sách vẫn luôn là suối nguồn tri thức, bất tận nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ của con người. Vậy nhưng, mất đi ánh sáng, người khiếm thị không thể nhìn thấy thế giới xung quanh họ, không thể tiếp cận với những con chữ, câu từ hoa mỹ một cách trực tiếp qua những trang sách. Vậy làm sao để họ được ngắm nhìn những vẻ đẹp muôn màu ấy? Sách nói, sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh, đem nội dung cuốn sách truyền tải đến bạn đọc qua âm thanh là phương thức hoàn hảo giúp người khiếm thị được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Tuy nhiên, hiện nay các dự án sách nói đang hoạt động tại Việt Nam là rất ít, đồng thời mức độ phổ biến và tần suất hoạt động của các dự án cũng không cao. Điều đó dẫn đến các đầu sách nói dành cho người khiếm thị còn khan hiếm, chưa đa dạng, phong phú. Chính bởi lẽ đó, dự án sách nói, sắc màu rực rỡ trong khu vườn yên bình, dùng âm thanh để giúp người khiếm thị nhìn thấy thế giới muôn màu, ra đời nhằm tăng số lượng và mức độ đa dạng của các đầu sách nói, đem sách nói đến gần hơn với bạn đọc, giúp người khiếm thị có cơ hội được tiếp xúc với sách dễ dàng hơn. Dự án sẽ tập trung vào đối tượng người khiếm thị, tuy nhiên những bạn đọc khác nếu yêu thích và mong muốn tìm hiểu một hình thức sách mới vẫn có thể tìm nghe các đầu sách nói của dự án. Tôi đã xây dựng kế hoạch hành động với 5 bước. Bước 1. Khảo sát. Tôi đã tiến hành khảo sát 6 bạn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là người khiếm thị, hiện đang theo học tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, trường khuyết tật duy nhất tại Đà Nẵng, hiện đang giảng dạy các em học sinh khiếm thị. Kết quả khảo sát cho thấy, 100% trả lời rằng mình cảm thấy yêu thích sách nói hơn so với sách chữ nổi, và 100% nhận thấy sự khan hiếm và thiếu đa dạng của các đầu sách nói. Bước 2. Tìm kiếm và kêu gọi một số bạn để thành lập nhóm đồng cốt phát triển dự án. Bước 3. Lựa chọn khoảng 20 đầu sách ban đầu đúng với chủ đề mà dự án hướng tới để bắt tay xây dựng dự án từ những đầu sách nói đầu tiên. Dựa vào kết quả khảo sát ban đầu và mục tiêu phát triển của dự án, chúng tôi sẽ tập trung phát triển các loại sách kỹ năng, sách lịch sử, sách ca ngợi quê hương đất nước và sách ngoại ngữ. Bước 4. Lựa chọn phương thức tiếp cận của các đầu sách nói đối với người khiếm thị. Ở đây tôi chọn cách xây dựng kênh YouTube sách nói và tổ chức hoạt động tặng USB, CD chứa file sách nói tại các trường học, các cơ sở dành cho người khiếm thị.
Bước 5. Tuyên truyền, quảng bá dự án rộng rãi đến với mọi người bằng cách marketing online qua các trang Facebook, Instagram và YouTube để thu hút sự quan tâm, kêu gọi các nhà đầu tư tài trợ cho dự án sách nói và đến phát những đầu sách nói đã hoàn thành tại các trường học, các cơ sở dành cho người khiếm thị. Dự kiến dự án sẽ giúp gia tăng số lượng và mức độ đa dạng của các đầu sách nói, đưa sách nói, một hình thức mới lạ và độc đáo của kiến thức, đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là người khiếm thị. Giúp người khiếm thị tiếp cận với nhiều đầu sách nói một cách dễ dàng hơn và giúp những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn cũng được tiếp cận với sách nói. Chúng tôi đã lập kênh YouTube, fanpage Facebook và cả trang Instagram của dự án để quảng bá, truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm, kêu gọi các nhà đầu tư tài trợ cho dự án sách nói và đăng tải các đầu sách nói do dự án sản xuất. Hiện nay, dự án đã đăng tải 2 video sách nói, Gạt Ma, Vòng Tròn Bất Tử và Tôi, Tương Lai và Thế Giới lên kênh YouTube. Cả 2 đầu sách nói đều nhận được số lượng người xem nhất định và các phản hồi tốt trên kênh YouTube. Tuy chưa phải là những con số quá lớn, nhưng đây cũng xem như bước đầu thành công của dự án, trở thành bàn đạp cho những bước tiến xa hơn trong tương lai. Hy vọng rằng dự án sách nói sắc màu rực rỡ trong khu vườn yên bình sẽ ngày càng phát triển để sách, kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại sẽ đến gần hơn với tất cả mọi người, bao gồm cả người khiếm thị, những mảnh đời bất hạnh. Ngày nay, thật đáng mừng vì văn hóa đọc đang được xã hội và các cấp quan tâm tích cực. Sự phát triển văn hóa đọc cũng như ước mơ Việt Nam có tên trên bản đồ các quốc gia đọc sách đã trở thành khao khát của tất cả mọi người. Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được tổ chức thường niên là một sân chơi bổ ích và thú vị cho các bạn yêu thích đọc sách. Có thể nói mỗi thư viện trường, mỗi tủ sách công cộng hay tủ sách tại gia đình đều có vai trò và sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy trở thành một đại sứ văn hóa đọc ở chính gia đình, trường học và nơi mình đang sinh sống. Thông điệp cuối cùng mà em muốn truyền tải tới mọi người ngày hôm nay là mỗi ngày một cuốn sách, mỗi ngày thay đổi cuộc đời. Vậy bây giờ, tại sao chúng ta không đứng dậy và tìm một cuốn sách cho riêng mình?